Xin chào, chào mừng các bạn đến với chương trình Tôi Tự Làm, kênh Do It Yourself Inspiration tại Việt Nam. Và hôm nay thì mình sẽ làm hướng dẫn các bạn cách làm bom tắm. Và chắc là các bạn cũng đã biết về bom tắm rồi đúng không? Như các bạn đã thấy ở video thì mình đang có một quả bom tắm ở trong cái chậu nước. Và rất là nhiều bạn yêu thích bom tắm khi mà các bạn tắm ở trong bồn tắm. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau làm nhé. Mình có những cái khuôn làm bom tắm mình lấy từ những cái quả trứng bất ngờ. Các bạn có thể sử dụng những cái khuôn khác cũng được. Mình có 100g axit citric và 100g muối và 50g tinh bột bắp. Và đây là những cái hộp màu sắc để mình pha màu. Và mình còn có những cái viên hình trái tim, những cái viên đường hình trái tim rất là đẹp. Và các bạn lưu ý nhé, mình xin nhắc lại là 100g axit citric, 100g muối, 50g tinh bột bắp, 1 ít dầu quả hạnh nhân và 1 ít natron. Ở đây mình sẽ sử dụng 200g natron. Và mình có một cái thau, một cái muỗng. Và chúng ta sẽ bắt đầu làm nhé. Đầu tiên thì mình sẽ trộn axit citric, muối, natron và tinh bột bắp. Trộn tất cả các hỗn hợp này lại vào trong cái thau này. Và sau đó mình sẽ lấy muỗng mình đánh đều. Trộn đều. Và múc ra như thế này. Múc ra 3 cái ly. Sau khi mình đã múc đều 3 cái ly này rồi thì mình sẽ bắt đầu trộn màu. Bây giờ các bạn xem mình trộn màu nhé. Ở đây mình có 3 màu, đó là màu hồng, màu tím và màu xanh da trời. Mình sẽ bỏ một xíu màu hồng vào trong cái ly này. Và bây giờ mình sẽ trộn lên. Các bạn trộn đều lên nhé. Và tiếp theo thì mình sẽ bỏ thêm một ít dầu của quả hạnh nhân vào. Và mình trộn đều lên. Và tương tự như cái ly màu hồng này thì cái ly màu tím và màu xanh thì mình cũng bỏ một ít nước vào và sau đó mình bỏ màu vào và mình trộn đều lên. Chúng ta được 3 cái ly như thế này. Và sau đó các bạn nhớ bỏ thêm dầu của quả hạnh nhân vào nhé. Bỏ vài giọt dầu vào. Và cái hỗn hợp thì các bạn nhớ trộn cho đều nhé. Ở đây thì các bạn có thể bỏ thêm một ít cái dầu thơm vào như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ bỏ vào trong khuôn. Ở đây thì mình sẽ trộn với những cái viên đường hình trái tim rất là đẹp. Và các bạn có thể bỏ từng lớp màu khác nhau vào trong cái khuôn.
và sau khi mình bỏ cái lớp màu xanh lên thì mình sẽ làm tương tự. Cũng bỏ 3 lớp vào trong cái khuôn này. Các bạn làm cái khuôn này cho thật là chặt nhé. Và ở đây thì mình sẽ tiếp tục làm thêm những cái quả bom tấm khác. Và sau khi để một lúc thì mình sẽ mở cái khuôn này ra và lấy cái bom tấm mà mình làm ra. Cái này thì mình ịt chưa có chặt lắm cho mình hơi sợ nó sẽ bị rớt ra như thế này. Ôi và nó không có thành hình được. Lần sau thì mình sẽ ịt những cái hỗn hợp này cho chặt hơn. Và các bạn thấy những cái quả bom tấm mình làm như thế nào? Nếu mà các bạn nào đã từng làm bom tấm và các bạn có những công thức khác thú vị hơn thì các bạn hãy chia sẻ cho mình biết nhé. Và bây giờ mình sẽ thử nghiệm cái quả bom tắm mà mình mới vừa làm được ở trong một cái thau nước, xem thử chúng có phải là bom tắm như chúng ta mong đợi không. Nếu mà các bạn nào làm cái công thức như mình thì các bạn nhớ ịn cho cái hỗn hợp này thật là chặt. Khi mà chúng ta bỏ vào khuôn nhé thì nó sẽ không có bị rớt ra như những cái quả bom tấm của mình làm. Khi mà mình lấy từ cái khuôn ra thì nó rớt ra như thế này. Nó không có thành hình tròn như những cái quả bom tấm bình thường được. Cho nên thì mình rất là tiếc và lần sau thì mình sẽ ịn cho thật là chặt. Tuy nhiên thì bây giờ mình sẽ thử với cái thau nước, xem thử cái quả bom tấm này có sủi bọt ở trong thau nước không nhé. Và có rất là nhiều bạn đã hỏi mình cách làm bom tấm tại nhà, nhưng mà đây là video đầu tiên mình làm về bom tấm cho các bạn xem. Và sau khi mà mình bỏ vào thì nó sủi bọt như thế này rồi. Trông rất là tuyệt vời đúng không? Và nếu mà các bạn nào đã làm theo công thức này rồi thì các bạn hãy comment cho mình biết cảm nhận của các bạn. Và đừng quên nhấn like nếu các bạn thích video này và nhấn subscribe để theo dõi những video tiếp theo, khám phá nhiều ý tưởng sáng tạo và cách làm những vật dụng ở trong nhà thú vị khác nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sắp tới. Đừng quên nhấn like và subscribe nhé. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.